ta cáo già hơn con tưởng nhiều. Những mối quan hệ của cậu ta không lúc nào là không có mục đích cả. Bản thân anh cũng sẽ có những mặt không muốn người khác nhìn thấy, và cũng sẽ có những cám dỗ anh không thể vượt qua. Kịp nhắc bản thân mình là chúng ta không phù hợp, là em sẽ không thích anh nữa. Sao, muốn hỏi gì tớ? Dù không, cậu với anh Lâm thôi hẳn ạ. Ừ. Mà thật ra đã có gì đâu mà gọi là thôi. Nhưng mà cậu nói là cậu thích anh ý mà. Thì rồi sau này tớ cũng sẽ thích người khác. Lấy nhau còn bỏ được, ruột già còn chia cắt được. Nói gì là kiểu mới có tí tình cảm như này. Ừ, sao cũng được, tùy cậu. Nhưng mà này, nếu như cậu buồn ấy thì cứ nói với tớ. Chứ ngay đến cả tớ mà cậu cũng giấu. Cậu không thấy mệt à? Ừ. Nếu con tự tin đến thế, tại sao lại không dám cầm? Chắc là liên quan tới anh Lâm đấy. Tớ đã vứt vào thùng rác rồi mà cậu còn mang vào. Chứng tỏ là vũ trụ muốn tớ mở ra. Này, hay là thôi, đừng mở.
Gà chết thì sợ gì nước sôi nữa. Đằng nào thì tớ với anh cũng chẳng thôi rồi. Cái căn nhà mà anh Lâm đang ở bây giờ ấy, chủ cũ là cái bà Ái Phi đấy. Sao lại thế nhở? Tức là ông ta muốn nói với tớ, anh Lâm được bao nuôi à? Đến giờ đi ngủ rồi mà còn ra đây uống bia à? Cô giáo, chắc là tớ phải hâm hâm hết 1-2 hôm nữa thì mới qua cái cơn thất tình này được ấy. Tớ cứ nghĩ là có thể tin được vào cái thị lực 10 trên 10 của mình. Hóa ra tớ cũng chỉ là đồ mắt tuếch. Làm gì đấy? Gọi cho anh Lâm à? Không, tớ gọi cho ông ý. Dương à, bố đây. Cháu xin lỗi, cháu gọi hơi muộn ạ. Con biết là con có thể gọi cho bố bất cứ lúc nào mà. Ngày mai bác có rảnh lúc nào không ạ? Ký hợp đồng với ông Quảng xong rồi. Ừ. Bảo sao cả công ty đồn là mày ăn cháo đá bát với ông Quyết đấy. Cũng không sai. Nguyệt nói với tao là Dương. Dương. Dương sốc lắm. Khóc sưng cả mắt đấy. Mà tao mới không hiểu tại sao. Mày có ẩn cúp gì không? Tại sao mày lại hành xử như thế? Hả? Tao vẫn khốn nạn như thế mà. Mày không biết à? Cái thằng này. Dạ, thưa chủ tịch. Bên thầy hướng dẫn của Dương, em đã gửi quà sang rồi ạ. Còn đây là hộp trang sức bên nhãn hàng vừa gửi tới ạ. Thầy hướng dẫn nhận xét về luận văn của nó thế nào? Dạ, khen Dương lắm ạ. Nói là Dương thông minh, chủ động, đề tài khả thi, chắc chắn thuận lợi cho tốt nghiệp ạ. Còn nhà hàng cậu đặt có phù hợp với lớp trẻ không? Dạ có phù hợp ạ. Em toàn tham khảo bọn trẻ thôi ạ. Dương này, trưa rồi, bố qua đón nhé.